Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Các bạn có thể thấy được ngay trước mặt mình đây là chiếc máy nén khí Hitachi 3HP hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng con này còn rất là đẹp. Nhu cầu về những cái máy nén khí hàng Nhật bãi hiện nay đối với phân khúc công suất 3HP là rất nhiều. Bởi vì với cái phân khúc công suất như thế này, tích của nó 80 lít thì các bạn sử dụng được rất là nhiều công việc. Và các bạn lưu ý giúp mình, đối với những cái dòng máy nén khí của Hitachi Nhật ấy, thì đầu nén như thế nào nó sẽ đi theo bình như vậy. Nó không như những cái hàng Trung Quốc, ví dụ các bạn mua những cái máy đầu nén nó bé nhưng mà cái bình chứa lại rất là lớn, như vậy thì nó sẽ bất hợp lý. Khi các bạn chạy nó sẽ rất lâu lên hơi và nó sẽ nhanh hỏng. Bởi vì đối với những cái dòng máy này này, cái bình tích nó phải phù hợp với cả cái đầu nén thì cái thời gian máy hoạt động để lên hơi, để ngắt nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tăng độ bền cho máy. Rồi các bạn có thể thấy được tình trạng chiếc máy này rất là đẹp. Bình này bình 80 lít nha các bạn nhá, Hitachi. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được rõ hơn chi tiết về chiếc máy này như thế nào. Chiếc máy này thì mình nói qua một chút là mình phớt sơn ở cái bên phần bảo vệ dây đai rồi, nhưng mà nó không nghĩa lý gì cả, bởi vì tất cả sơn zin phần đầu nén này, phần motor và phần bình tích mình để nguyên, không có động chạm can thiệp gì hết. Chiếc máy này thì các bạn thấy bình thường chỉ có những cái máy thùng mới có đồng hồ tính giờ đúng không? Nhưng chiếc này có đồng hồ tính giờ luôn. Và đồng hồ của nó báo là 1691 giờ nhá. Đồng hồ này là zin luôn. Đây, đồng hồ báo giờ, báo số giờ chạy ấy. Đấy, các bạn thấy như xe ô tô thì có đồng hồ km để tính xem cái xe chạy bao nhiêu km, căn cứ vào km để biết được cái xe này nó thời gian sử dụng như thế nào. Còn đối với những cái máy nén khí thì nó sẽ tính theo giờ chạy. Đây, 1691 giờ nhá. Đây, có tất nhiên là đầy đủ khởi rồi, công tắc tắt bật máy. Dòng máy này là chạy điện 3 pha. Motor là motor đời cao, motor khía nhá. Anh em nhìn những cái dòng máy nén khí Hitachi và những dòng motor nó sử dụng motor ấy, thì nhìn những cái dòng motor trần thì nó sẽ đời thấp hơn những dòng motor khía. Motor khía và motor tản nhiệt ấy thì là đời cao hơn. Motor của nó là Hitachi này các bạn thấy không? Tất nhiên rồi, Hitachi phải Nhật rồi. Và dòng máy này sử dụng dùng điện 3 pha. 3 pha của Nhật thì là 200V và mình đã chuyển qua 380V rồi. Để cho các bạn có thể sử dụng được nhá. Tần số thì phù hợp cả 50Hz, 60Hz. Đó thì các bạn có thể xem qua motor này, rất là đẹp. Rồi về thông số của đầu nén thì đây các bạn có thể thấy được. Đây là đầu nén 2 piston. 2 piston nhá các bạn nhá. Và các bạn có thể thấy mã của nó sẽ là 9.5VD5. Đây, 2.2P 9.5VD5. Con này là 3HP nhá các bạn nhá. Đây, cái phần tem này, cái chữ này này là nó khắc. Nó kiểu khắc ấy, khắc nên là các bạn nhìn nó sẽ không nổi. Đấy, i comparison tất nhiên rồi, Hitachi. Đó thì các bạn có thể thấy được bình tích này, dung tích bình tích đây nhá. Bình tích này là 80 lít. Rồi anh em nhìn thông số của bình tích này, các bạn thấy không, để cấu tạo lên một chiếc máy nén khí nó sẽ có 3 bộ phận: motor, đầu nén và bình tích. Thì tất cả những cái chi tiết này nó đều có thông số hết. Thông số của motor thì mình đã cho bạn xem rồi, thông số của đầu nén rồi, và đây là thông số của bình tích. Bình tích này là dung tích của nó là 80 lít và cái áp lực của nó sẽ chịu được từ 1.05 MPa đến 1.58 MPa nhá. Nhưng mà cái máy nén này nó chỉ chạy có 0.9 thôi. Do đó thì các bạn hiểu là cái độ nén, độ dày của cái bình này rất là dày, nó chịu được áp lực rất là cao. Đấy, nên là anh em sử dụng ok luôn, rồi là khởi, rồi là đồng hồ tính giờ. Chiếc này tất nhiên rồi, bánh thì di chuyển bằng sắt hết. Anh em dùng chiếc máy này thì muôn đời, một đời ta muôn đời nó luôn. Đối với những cái dòng máy nén khí của thương hiệu Hitachi ấy, nó là hệ nhất trong tất cả các dòng máy nén khí Nhật. Các bạn lưu ý nhá, Hitachi đắt hơn rất là nhiều so với Toshiba, đắt hơn nhiều so với Meiji và Iwata. Và đối với những cái dòng máy nén khí Hitachi này chạy thì siêu bền, nồi đồng cối đá. Do đó thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà rất được nhiều các bác săn lùng và tìm kiếm rất là nhiều. Những cái dòng này thì các bạn mua giá của nó sẽ trên 10 triệu là chắc chắn. Trên 10 triệu là chắc chắn 100% luôn. Nên là các bạn lưu ý nhá, khi mà mua hàng thì các bạn sẽ cân đối được cái khoản tiền để các bạn có thể biết sẽ phải bỏ ra, chi ra bao nhiêu để có thể sở hữu được những chiếc máy như thế này. Một lần nữa thì nếu các bạn thấy video này hay, nhớ đăng ký, like và subscribe để cập nhật những cái video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn. Chúng tôi sẽ lên sóng rất là nhiều chiếc máy, không chỉ là nén khí, không chỉ là xịt giảm áp lực cao, rồi còn những cái dòng máy nông ngư cơ để phục vụ quý vị các bạn. Mình sẽ cố gắng chọn lựa những cái dòng máy nào chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp phải chăng nhất để các bạn có thể tiếp cận và cung cấp cho các bạn kiến thức về những sản phẩm hơn, để các bạn có thể chọn lựa được những chiếc máy phù hợp với nhu cầu của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.